Dạ vâng, xin chào tất cả buổi tối tất cả anh chị. Rất vui khi được gặp lại tất cả anh chị sau một quãng nghỉ lễ cũng tương đối dài, 4 ngày liên tục và cũng như thường lệ thôi. Sau một cái quãng nghỉ dài như vậy thì có lẽ là không có gì phù hợp hơn là chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau, các anh chị cùng các anh em Finasac, chúng ta sẽ cùng khởi động làm nóng lại sau những cái ngày nghỉ dài để chúng ta có thể cùng nhau, ngay cả bản thân mình cũng như vậy thôi, và có lẽ các anh chị cũng như vậy, chia sẻ những quan điểm để có thể bắt nhịp lại với những cái diễn biến mới của thị trường. Ok, hôm nay thì sau một kỳ nghỉ lễ dài thì có lẽ là chúng ta cũng thấy rằng là cũng có rất nhiều những diễn biến tốt có, xấu có, nhưng có thể nói là những diễn biến ở thời điểm tại nó cho thấy là chúng ta chưa có nhiều động lực bứt phá ở trong ngắn hạn. Chúng ta cũng có những cái yếu tố kìm hãm nhất định. Như hôm trước chúng ta đã nói thì sau khi chúng ta đã có một tuần bận rộn với việc là Fed học xong thì gần như là cũng cũng trời yên biển lặng, thị trường không có nhiều biến động. Thì sau kỳ nghỉ lễ cũng như có lẽ là nhiều anh chị kỳ vọng, đó là bây giờ tình hình Covid bắt đầu là quay trở lại. Và với tình hình Covid quay trở lại như vậy thì có lẽ là đây cũng sẽ là một cái khiến cho thị trường cũng chưa thể lấy lại được ngay. Tại vì nếu mà Covid ở ngay trong cái quãng giao dịch ấy, thì không nói, nhưng chúng ta có kỳ nghỉ 4 ngày và đúng là cái chuyện là chuyển giao kỳ vọng, nghĩa là trước đó nhiều anh chị chúng ta đã lo ngại kỳ lễ dài chúng ta bán, và nếu Covid như thế này thì có lẽ là cũng sẽ chưa có nhiều cái động lực để cho dòng tiền có thể quay trở lại ngay. Chúng ta sẽ cùng phân tích, nói chung là sẽ cùng review xem những gì đã cùng diễn ra trong những cái ngày nghỉ lễ vừa qua để chúng ta có cái chiến lược giao dịch tốt nhất. Tuần của chúng ta là tuần từ ngày 4 là ngày mai chúng ta đi làm trở lại, 4 5 6 7. Chúng ta chỉ có 4 ngày giao dịch thôi, 4 ngày giao dịch trong tuần đầu tháng 5, và mình sẽ đặt cái tiêu đề cho cái bài cho cái tuần này, đó là có lẽ là chưa nhiều động lực để bứt phá ở trong ngắn hạn. Chưa tiêu cực nhưng nói về động lực bứt phá thì có lẽ là chúng ta thấy là chưa có. Đầu tiên thì chúng ta cứ nhìn một bức tranh lớn trước đi, tại vì thực ra là chúng ta thấy rằng là qua quãng nghỉ như vậy thì chúng ta cũng sẽ cập nhật lại xem là thị trường thế giới có nhiều cái biến động gì xấu tốt hay không. Thì bức tranh chung thì có lẽ là chúng ta vẫn thấy rằng là nó chưa có nhiều cái thay đổi. Diễn biến liên thị trường thì cá nhân mình vẫn ở mức ổn sau kỳ nghỉ lễ dài, nghĩa là cũng không có cái thị trường nào, không có tài sản nào diễn biến quá xấu, cũng như là không có thị trường nào diễn biến quá xấu. Chúng ta có hai phiên sát kỳ nghỉ lễ, thị trường phục hồi và đóng cửa ở khoảng 1239 240 đúng không ạ? Thì hiện tại thì vẫn trên ngàn hai, còn các thị trường khác thì có lẽ là chúng ta nhìn thấy rằng là cũng không có cái dấu hiệu gì nó quá xấu. Chúng ta nói về thị trường cổ phiếu trước, có nghĩa là tài sản thì các anh chị đều biết rồi, cổ phiếu này, trái phiếu này, cổ phiếu trái phiếu hàng hóa và tiền tệ, bốn loại tài sản chính đúng không ạ? Thì thị trường cổ phiếu thì sao? Thì thị trường cổ phiếu thì hiện tại thì thị trường chứng khoán thế giới thì vẫn diễn biến là ổn thôi. Hiện tại diễn biến ổn thì chỉ có Mỹ và châu Âu giao dịch, thì lát mình cũng sẽ trình bày kỹ cái lịch nghỉ của các thị trường chứng khoán châu Á. Thì các thị trường chứng khoán châu Á thậm chí là còn nghỉ nhiều hơn cả Việt Nam nữa, thì chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán thế giới thì cá nhân mình nghĩ là vẫn ổn, có sự phân kỳ nhất định. Mỹ thì vẫn khỏe, thực ra là Mỹ thì vẫn khỏe, châu Âu thì cũng ổn, châu Á thì yếu hơn một chút nhưng chưa tới nỗi xấu, nên là ở hiện tại thì nó diễn biến thì nhìn chung là vẫn tích cực, và tuy nhiên thì có sự phân kỳ nhất định. Đó đầu tiên về thị trường cổ phiếu. Trái phiếu thì sao? Chúng ta quan sát thị trường trái phiếu thì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh hồi 2018 đúng không ạ? Đợt vừa rồi cũng tăng, nhưng mà hiện tại thì cá nhân mình thấy rằng là cũng có chút chút gia tăng ở trong phiên mấy phiên vừa qua, nhưng nhìn chung là nó đã hạ nhiệt và cũng không phải là vấn đề quá nóng nữa. Tài sản tiếp theo là chúng ta nói là hàng hóa. Hàng hóa thì cá nhân mình nghĩ là nó cũng không có gì biến gì đặc biệt, nó vẫn phân kỳ giữa nhiều thị trường hàng hóa thôi. Có nhiều thị trường hàng hóa, ví dụ chúng ta nhìn thấy là thép, rồi chúng ta nhìn thấy nhiều cái nguyên vật liệu sản xuất cơ bản nó vượt đỉnh lịch sử đúng không ạ? Nhưng mà vẫn có những loại hàng hóa, ví dụ chúng ta thấy là vàng, vàng thì tương đối đặc biệt rồi, nhưng ta thấy là dầu, dầu khí chẳng hạn, nhờ các giá dầu chẳng hạn, thì nó vẫn thực sự là vẫn giao dịch không phải mức cao. Nên ở đây thì chúng ta nhìn thấy là hàng hóa thì có sự phân kỳ giữa các thị trường, nó không có diễn biến gì đặc biệt cả. Có đôi chút giá dầu thì tăng cũng nhẹ nhẹ, nhích nhẹ lên chút xíu, nhưng mà cũng không thể nói là có quá gì đó đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi. Đồng đô la thì vẫn đang dò đáy thôi, đồng đô la thì vẫn đang dò đáy. Thì hiện tại thì đấy, đây vẫn cá nhân mình nghĩ là một cái diễn biến nó cũng không có gì đặc biệt. Tiền kỹ thuật số thì không thủng mốc 50.000, với Bitcoin thì không thủng mốc 50.000, và dù có biến động mạnh, tăng mạnh giảm mạnh, nhưng mà hiện tại thì
mình xin phép là dùng từ chưa xấu. Chưa xấu thì chúng ta cũng không cần phải quá lưu tâm, đúng không ạ? Lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam thì vẫn ở vùng đáy. Và một trong những tin quan trọng, đây là cái phần là review các loại tài sản, đúng không ạ? Bình thường thì là 4, thêm tiền kỹ thuật số thì là 5. Thì nhìn chung là nếu ta review lại này, lợi suất trái phiếu này nó trung bình, nó không tốt không xấu. Thị trường chứng khoán thì hơi tốt, thị trường hàng hóa thì nói chung là nó cũng không tốt không xấu lắm. Nó cũng vừa vừa. Đồng đô la thì cá nhân mình nghĩ là diễn biến tốt, tiền kỹ thuật số thì cũng khá khá. Đấy thì hầu hết các yếu tố về lên thị trường, yếu tố lớn ấy, thì nó là vẫn duy trì ổn. Nghĩa là từ cá nhân mình nghĩ đi thì vẫn hay nói vui với nhau là lượng hóa thì khoảng tầm đâu đó là 7 điểm tầm tầm đấy. Còn trong nước thì cá nhân mình nghĩ là các yếu tố trong nước thì vẫn tốt. Cá nhân mình nghĩ là trong nước thì các yếu tố vẫn tốt thôi, trừ yếu tố mùa vụ là tháng 5 thì có lẽ là mọi thứ về vĩ mô vẫn tốt. Lợi suất trái phiếu thì vẫn ở vùng đáy thôi. Lạm phát tin rất vui luôn, rất sợ là lạm phát tháng 4 cao nhưng là lạm phát là rất thấp trong tháng 4 và thấp nhất từ năm 2016 tới nay thì phải. Đó là những diễn biến mà cá nhân mình nghĩ rằng là chúng ta cũng đáng ghi nhận là tích cực. Nghĩa là chúng ta vẫn sợ là có thể là chúng ta phải phải thắt chặt chính sách tiền tệ vân vân đúng không? Thì lạm phát đúng là kẻ thù của chứng khoán. Thì khi mà lạm phát tăng trở lại thì rất là khó để duy trì chính sách tiền tệ mà nới lỏng hoặc là duy trì nền lãi suất thấp. Thì hiện tại thì lạm phát thấp là một trong những cái món quà cho SPV, cho ngân hàng nhà nước, và như vậy thì ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục có thể duy trì một chính sách tiền tệ nó thuận lợi, nói chung là thuận lợi cho chứng khoán. Cung chứng khoán thì cái việc này chúng ta cũng đã đề cập rồi, phát hành thêm sau mùa đại hội cổ đông thì ở hiện tại cá nhân mình nghĩ nó không có nhiều, nó có nhưng thực sự là nếu mà so với năm 2018 thì nó không nhiều, bởi vì các thương vụ lớn thì nó không có nhiều, phát hành ra công chúng với các cổ phiếu lớn thì nó không có nhiều. Với các cổ phiếu lớn với những lô lớn thì nó dạng như là nó phát hành riêng lẻ nhiều hơn. Còn đúng là nhiều nhưng mà giả sử các chị thấy ví dụ HCM, VND, DXG vân vân vân, những doanh nghiệp đó không phải là doanh nghiệp mà tầm nó quá lớn, tầm trung trung thôi, thì cung có tăng nhưng mà so với cầu hiện tại chúng ta thấy là cầu đã đẩy lên, tiền vào mạnh như vậy, cầu đã đẩy lên khoảng khoảng 18 20 ngàn tỷ. Hiện tại thì khối lượng phát hành bây giờ là có nhưng mà nhìn chung là mình nghĩ là nó cũng không gây áp lực quá nhiều. Thì đấy thì mình nghĩ là trong nước thì nếu mà nói vĩ mô trong nước thì mình vẫn đánh giá nó là cũng phải 7 điểm rưỡi 8 điểm. Còn thì bức tranh lên thị trường nó cũng phải 7 điểm. Nên mình nghĩ là nhìn chung các yếu tố thì vẫn là tích cực. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể phớt lờ cái yếu tố về mặt ngắn hạn, bao gồm yếu tố mùa vụ và yếu tố kỹ thuật, nghĩa là yếu tố dòng tiền tâm lý ở trong ngắn hạn. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói sau. Nhưng bức tranh chung thì vẫn là ổn. Thì thực ra là tuần này chưa có nhiều cái dấu hiệu bứt phá, chưa có nhiều cái khả năng bứt phá, vì thực ra là đó là chúng ta cũng giao dịch 4 ngày thôi nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ biết ngó Mỹ và châu Âu thôi, thì các thị trường lớn ở châu Á nghỉ lễ nó còn dài hơn Việt Nam nữa. Chúng ta hay nói là chúng ta hay nghỉ lễ dài đúng không ạ, nhưng không phải đâu. Đây là cái lịch nghỉ lễ ở Trung Quốc. Trung Quốc là nghỉ thứ hai là ngày hôm nay, thứ ba là ngày mùng 4 và thứ tư là ngày mùng 5, là ngày quốc tế lao động, người ta nghỉ tới 3 ngày đấy. Nghĩa là đây nghỉ chủ nhật, thứ hai, thứ ba, nghỉ tới 5 ngày liên tiếp lại. Tất nhiên là Trung Quốc không có 30 tháng 4 như Việt Nam rồi. Đấy, thì đây là nghỉ lễ của Trung Quốc. Nhật Bản thì cũng tương tự, nghỉ thứ hai, thứ ba, thứ tư luôn. Và thứ năm thì chúng ta mới thấy là các thị trường này nó mở cửa trở lại. Nên có lẽ là cái sức ảnh hưởng cái tại vì quan trọng hơn nữa là thường là chúng ta thấy là chúng ta giao dịch trong phiên. Nó khi mà giao dịch cùng trong phiên á thì lại ngó các anh châu Á này này. Mỹ thì đêm ngó thôi, đêm ngó mà nó không ảnh hưởng cái tâm lý ngay tức thì, như các thị trường này này thì ảnh hưởng tâm lý ngay tức thì, nhưng mà đây thì thứ năm thì nó mới quay trở lại, cuối tuần thì các thị trường này mới quay trở lại. Ví dụ như ta đang thấy là đang giao dịch phái sinh đi, hoặc là kể cả cơ sở ngó qua Trung Quốc tăng 5-2%, hoặc là Trung Quốc Hàn Quốc giảm 3% gì đấy, thì các thị trường lớn bây giờ nó ngưng, nó không có giao dịch, thì có lẽ là chúng ta cũng thấy là nó cũng không có gì tham chiếu trong phiên ấy, và vậy là không có gì thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy là nó không có định hướng. Đúng không? Có cái gì đấy để neo thì rõ ràng là nó sẽ neo, nhưng mà đây không có gì hết thì tới cuối tuần chúng ta mới có cái để neo trong phiên. Còn neo thị trường Mỹ thì có lẽ là bây giờ Mỹ thì nó vẫn ở mức, thực ra mà nói nếu mà chúng ta cùng phân tích cái biểu đồ của Dow Jones ở đây thì cá nhân mình nghĩ là nó vẫn là tích cực thôi, mà ngắn hạn thì không chắc là không 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 phải là quá đẹp, nhưng mà thực ra là chúng ta vẫn thấy là tích cực. Ví dụ chúng ta nhìn vào Dow Jones nhé, thì chúng ta nhìn vào Dow Jones ngay cái biểu đồ của Dow Jones ở hiện tại thì rõ ràng là Dow Jones nó cũng không phải là cái gì đấy nó quá tốt đâu, nó không phải là cái gì đấy quá khỏe, bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy là nó đã tích lũy cái nền ở đây cũng rất là lâu rồi, cái nền đây đúng không ạ, cũng rất là lâu, nhưng bảo là xấu thì nói chung nó cũng không. Và thực ra là nói bây giờ chúng ta thấy là trong ngắn hạn rõ ràng là nó cũng đang đi ngang. Nếu bảo chúng ta nhìn vào Mỹ thì đương nhiên rồi, nhìn vào Mỹ
thì một thị trường đi ngang, hoặc là nhìn chúng ta nhìn vào các thị trường châu Âu như kiểu Đức này, nó tích cực ở một phần, ở một cái ở một mức độ nào đó thôi, nhưng mà thực ra là nó cũng đang gần như là gì không có xu hướng. Thì đêm chúng ta nhìn những cái thằng không có xu hướng, còn ban ngày những thằng đã có xu hướng này này thì nó lại không giao dịch, thì tới cuối tuần chúng ta mới có, và kết hợp với những thông tin ở phía trên này này thì đó trạng thái như vậy. Thì thực ra là bức tranh lên thị trường thì khó có đột biến, khó đột biến. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải đối mặt thêm với một cái mà mình nghĩ rằng là nó cũng tương đối mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ, đó là hiện tại đại dịch Covid quá ghê, đúng không? Thực sự là nó có lẽ là đây là cái làn sóng tiếp theo nữa mà chúng ta cũng không thể coi thường. Điểm qua một chút về Covid trên thế giới đi, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái số nhiễm ca nhiễm mới trong ngày nó thậm chí là nó vượt ở cái thời gian cao điểm năm trước nhiều quá. Thực sự mà nói thì số ca nhiễm mới hiện tại nhiều, và đặc biệt chúng ta cũng đều biết rồi, ở Ấn Độ thì cập nhật một chút những con số để đủ để chúng ta thấy giật mình. Nghĩa là hiện tại cũng có khoảng 19,5 triệu người đang nhiễm, nghĩa là đang đang bị nhiễm ấy, nghĩa là đang 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 thực là đang điều trị ấy. Thì 134 triệu ca đã khỏi, gần như là đã khỏi, đã hết bệnh. Hết bệnh thì gồm hai phần, một là đã khỏi và hai thì đã tử vong, thì cũng hơn 3,2 triệu người rồi. Con số cũng thực sự là chúng ta cũng quá đau thương rồi, đúng không ạ? Quá đau thương. Thì dịch bệnh này thực ra nó cũng thực sự là cũng ngoài cái tầm suy nghĩ tất cả mọi người. Hiện tại thì cũng thế giới 153 hơn 150 triệu rồi. Như mình hay kể câu chuyện đó là chúng ta không có gần như là không có cái cơ sở nào để chúng ta nói là dịch bệnh nó đi về đâu, ngay từ lúc mà ban đầu ấy, nhất là thị trường khoảng 950 sau đó rớt, thì mình cũng nói là chúng ta không có kiến thức, chúng ta không có kiến thức. Nhiều lần nó xảy ra không có kiến thức ở đây là nghĩa là ý là chúng ta nói chung ấy, không có kiến thức, không có kinh nghiệm về 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 những cái đại dịch, mỗi lần nó xảy ra nó một khác thôi, và thực sự là chúng ta không lường trước được. Thì đối với thị trường tài chính nói chung ấy, thì cái tâm lý thì nhiều lần rồi thì nó sẽ bớt phản ứng hơn thôi. Còn để nói riêng về dịch bệnh thì rõ ràng là nó đi tới đâu thì có lẽ là tiến triển tới đâu thì có lẽ là cũng thực sự rất là khó đoán. Nó khiến cho xung quanh chúng ta thì rõ ràng là chúng ta thấy là ví dụ đây đây số liệu ngày hôm qua này, thì Ấn Độ một ngày vẫn ba hơn 300 ngàn ca, Mỹ thì vẫn hơn 30 ngàn ca, Brazil cũng vậy, nhiều Thổ Nhĩ Kỳ vân vân, nhiều nước đó thống kê. Thì thực sự mà nói thì cũng rất là nhanh thôi, với đà này thì không biết là cũng không phải nói gì chứ Ấn Độ cũng có khi là đuổi kịp, với dân số của Ấn Độ và với tình hình hiện nay thì có khi lại có thể bắt kịp một cách không mong muốn và không vui đối với Mỹ về số ca nhiễm. Thì nó khiến cho những cái quốc gia xung quanh Việt Nam, ví dụ như Campuchia, ví dụ Thái Lan, thì tình hình nó thực sự là cũng hết sức phức tạp. Và chúng ta cũng đã thấy rằng là chúng ta có những cái ca nhiễm mới, và Việt Nam thì sau một cái chuỗi dài không có ca nhiễm mới thì ngoài cộng đồng, thì hôm nay chúng ta thấy rằng là chắc có lẽ cũng đều biết rồi, hôm nay thì phát hiện thêm với 20 ca, hôm nay thì có 10 ca, hôm nay chiều ngày 3 tháng 5 đúng không ạ? Còn nếu mà mình có đọc sai số liệu thì các anh chị cũng thông cảm nhé, mình nhớ như vậy, mình cũng vừa đang đang truy cập ở trên trang này. Đây, thì hôm nay chúng ta có 20 ca, 19 ca, xin lỗi là 19 ca, thì có tới 10 ca là hôm nay có 19 ca mắc mới, thì trong đó có 9 ca được cách ly khi mà nhập cảnh Bà Rịa Vũng Tàu, là 1 ca Kiên Giang, 1 ca Đà Nẵng, 2 ca Khánh Hòa, 5 ca, và 10 ca thì ghi nhận tại Vĩnh Phúc và Hà Nam. Đó, thì cái diễn biến này thì rõ ràng là nó cũng khiến cho một lần nữa chúng ta cũng phải đối diện. Chúng ta cũng đã quen rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải một lần nữa có, đương nhiên là cũng phải dần quen thôi, nhưng mà cũng một lần nữa thì cũng cũng thấy là cần phải nghĩ rất là nhiều, đúng, thực sự là cũng phải cẩn trọng rất nhiều. Cũng đã có những động thái đầu tiên, ví dụ như là học sinh Hà Nội cấm quán bar, thì có lẽ là cấm nó từ dịp lễ rồi, quán bar và các dịch vụ không thiết yếu này đã cấm từ dịp lễ. Học sinh thì ví dụ Hà Nội cũng dừng tới trường, không biết là các biện pháp sau nào nó nữa, nhưng chúng ta cũng chắc là cũng sẽ chấp hành nghiêm chỉnh thôi, đương nhiên là cũng sẽ chấp hành nghiêm chỉnh thôi. Điểm qua một chút thì có lẽ với mình thì mình nghĩ là chúng ta cũng đã với cái số lượng ví dụ hôm nay là 9 19 ca đó và 10 ca lây nhiễm đấy ngoài cộng đồng, thì có lẽ chúng ta cũng thực sự là cũng quen. Ví dụ là đây là cái lần đầu tiên chúng ta thấy là phát hiện là có ca nhiễm Covid đúng không ạ? Thì thị trường rơi từ khoảng 904, mình nhớ đó, về thấp nhất là khoảng 650.
Cái lần thứ hai thì chúng ta thấy là thị trường nó cũng rơi. Thị trường nó cũng rơi nghĩa là thì mình nhớ là hồi khoảng tháng 7, ca đầu tiên là khoảng là tháng 3, cái lần thứ hai có ca ngoài cộng đồng là khoảng tháng 7 thì thị trường nó cũng rơi nhưng với mức độ ít hơn. Lần thứ ba thì khoảng vào tháng 1 năm 2021, và thị trường trước đó thì nó đã rơi có những cây vài chục điểm rồi, sau đó nó rơi thêm một chút nữa nhưng cũng rất mà nhanh là tạo đáy. Thế là tới lần thứ tư rồi, có lẽ cũng không không ai cũng mình nghĩ là cũng không có ba lần rồi, tam quá tam ba bận rồi, tới lần thứ tư thì cũng có lẽ là cũng không có vấn đề gì xảy ra nhiều về mặt tâm lý. Có lẽ thị trường ngày mai nó cũng sẽ phản ứng chút chút nhưng cá nhân mình nghĩ là nó cũng không có điều gì nó đi thái quá. Và có xấu đi chăng nữa thì cá nhân mình nghĩ là 1.200 nó cũng là cái ngưỡng hỗ trợ cứng ở cái thời điểm tại. Nãy mình nói là thị trường không có sự bứt phá, khó có sự bứt phá thì cũng tương tự như vậy. Thì về Covid nó mang ý nghĩa trading như thế nào thì thực tế mà nói thì có nhiều người nhắn tin cho mình, thực tế mà nói thì có nhiều người nhắn tin cho mình đợt mà trước Covid, nói là anh lường trước được, anh lường là cái đợt nghỉ lễ dài này có thể Covid diễn biến phức tạp nên anh bán, và sau đó nếu mà thị trường nó không diễn biến phức tạp thì anh quay lại anh mua. Đó, rất nhiều người tư duy như vậy nên đã có những cái phiên mà bán rất là mạnh ngay từ trước Covid. Nên là với mình thì cái tin Covid này nó cũng không phải là cái gì đó nó quá ngoài cái sự dự kiến của thị trường. Đó, nghĩa là ai cũng thấy là xung quanh chúng ta các nước láng giềng tình hình thì nó rất là nghiêm trọng, nên là chúng ta cũng không phải là gì, nhưng mà chúng ta nếu mà xảy ra Covid thì nó cũng là một cái vấn đề nó nếu đến thì phải chấp nhận, nếu đến và chấp nhận. Mà có lẽ là sự hoảng loạn thì cá nhân mình nghĩ là nó không 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 có lẽ là nó sẽ không xảy đến. Đó, sự hoảng loạn thì có lẽ là nó sẽ không xảy đến, nên Covid thì nó sẽ khiến cho thị trường càng có cớ để dắt ngang. Trước đó chúng ta đã thấy là thị trường có cớ để dắt ngang với những cái lý do ví dụ Fed họp này, chu kỳ tháng 5 này, kỳ nghỉ lễ dài này, vân vân. Hồi chúng ta phân tích thì bây giờ với cái này thì dòng tiền nó không có lý do nào để quay lại. Muốn mua thì thực sự là phải chiết khấu. Chiết khấu nhiều thì nó lại có cái chuyện là đã ba lần là chúng ta thấy chiết khấu nhiều là hỏng rồi, nên bây giờ cái lực bán thì có lẽ nó không quyết liệt. Lực mua thì lại chưa có cái cơ hội để quay lại. Xu hướng giằng co thì cá nhân mình nghĩ là nó vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn thôi. Thị trường thì đó, cái xu hướng dài hạn thì vẫn vậy. Cấu trúc năm sóng chúng ta phân tích như nào thì chúng ta cũng đã phân tích cùng với nhau rồi. Cá nhân mình nghĩ là bây giờ đang sóng năm nhưng chưa dừng, chúng ta vẫn có những kỳ vọng ở phía trước, và kỳ vọng ở đâu thì chúng ta vẫn nhìn cái bức tranh lớn, bức tranh vĩ mô. Sóng chứng khoán không thể tách rời nền kinh tế, có thể đi trước đi sau nhưng mà cũng không thể tách rời cái bức tranh vĩ mô, và nó còn cơ sở để tiếp diễn. Tuy nhiên thì đương nhiên là trong ngắn hạn thì chúng ta đã nói nhiều lần rồi, thị trường tháng 5 cũng không bao giờ là dễ cả. Sự phân hóa nó có lẽ là cũng sẽ tiếp tục diễn ra thôi, không giảm mạnh nhưng có lẽ là cái sự phân hóa nó sẽ tiếp tục diễn ra. Ở hiện tại thì có lẽ là cái việc mà số lượng cổ phiếu trong xuống tăng á, nó cũng hàm ý cho cái việc là thị trường nó khó chơi hơn, và khó chơi hơn thì cái việc phân bổ của chúng ta nó cũng tương tự như vậy, nghĩa là khi mà thị trường có nhiều cổ phiếu cho ăn nhiều á thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng margin, hoặc là chúng ta hoàn toàn là có thể là có giữ tỷ trọng cổ phiếu cao. Nhưng nếu mà thị trường nó phân hóa và thậm chí là đi đi ngang và phân hóa thì cái tỷ trọng cổ phiếu chúng ta thì vẫn nên giữ ở một mức độ không xấu, nhưng mà nên giữ mức độ vừa phải thôi, để tài khoản linh hoạt một chút, để tài khoản linh hoạt một chút để sẵn sàng cho những cái nếu có biến xấu, hoặc là có những cơ hội mà chúng ta thấy rõ trong sự phân hóa đó thì chúng ta mới nên tham gia. Còn bình thường thì có lẽ là duy trì mức độ vừa phải thôi. Đó thì có lẽ là những cái diễn biến như thế này thì nó lại không khác gì so với cái diễn biến hôm trước, khi chúng ta cùng nhau, chúng ta ngồi với nhau cũng tầm này tuần trước thì chúng ta đã liệt kê, đã gạch đầu dòng những cái lý do để thị trường tiếp tục là vận động đi ngang trong tuần trước Tết. Thì bây giờ thị trường nó có cớ tiếp, với Covid là một cái cớ mình nghĩ là nó cũng thứ nhất là thị trường thế giới nó không có, các nước châu Á này không giao dịch này, thứ hai nữa là Covid thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, và thứ ba là có thêm Covid, có những cái ca như lây nhiễm cộng đồng nữa, càng có cớ cho thị trường nó cầu vào, nó chưa thực sự có lẽ là không quyết liệt. Còn cung cung bán thì như chúng ta đã nói rồi, vĩ mô tốt, đồng thời tâm lý thị trường nó cũng đã quen dần với Covid, nên ở đây thì cá nhân mình nghĩ là lực bán nó cũng chưa có nhiều lý do, và thậm chí là cung thì nó cũng đã có một phần nào đó nó thể hiện ở hồi trước lễ rồi đó, nên là có lẽ cái sự cân bằng này nó vẫn tiếp tục diễn ra.
cân bằng và trong một cái sự phân hóa. Để nói thì có lẽ là cái cơ hội đầu tư thì mình nghĩ là hôm trước mình cũng đã trình bày rồi, hai nhóm mà mình nghĩ là có thể có tiềm năng phân hóa thôi. Các nhóm còn lại thì có lẽ là đạt một tỷ số sinh lợi không có gì đột biến lắm, đi ngang mà thị trường đi ngang mà, và phân hóa thì nhìn chung là sẽ không có nhiều sự đột biến. Nhưng nếu mà những cái nhóm mà có thể câu chuyện tiếp theo, có hai nhóm, một là nhóm nâng hạ và hai là nhóm nâng hạ chúng ta có thể kể với nhau vào bắt đầu là cuối tháng 5, đầu tháng 6, và thứ hai là nhóm các cái cổ phiếu mà vừa và nhỏ có cơ bản tốt. Hôm trước chúng ta đã phân tích tại sao các cổ phiếu mà vừa và nhỏ value nó chạy tốt trong một cái quãng thời gian mà dòng tiền suy yếu đi rồi, thì các chị có thể xem lại cái livestream đó. Đó là tất cả những gì mà chúng ta cùng cập nhật với nhau sau một kỳ nghỉ lễ dài. Và đương nhiên rồi, dù thị trường như thế nào thì chúng ta cũng khởi động với nhau và chúng ta cũng sẽ đồng hành cùng nhau. Anh chị có thể sử dụng các dịch vụ của chúng ta ở trong bằng việc là đăng ký ở Finasat, và tất nhiên là anh Châu hay là Đạt cũng có show những clip rất là rõ về các room tư vấn chúng ta hoạt động như nào, thì hy vọng là anh chị có thể tham gia các room tư vấn để chúng ta có thể sát sao hơn, cập nhật những tín hiệu trong phiên để cùng nhau chúng ta có cơ hội có sự chủ động nhất với những diễn biến mới của thị trường. Cảm ơn tất cả anh chị nhé, và cùng khởi động lại, cùng nóng máy mọi người nhé, nghỉ lễ xong rồi cùng nóng máy và trở lại với thị trường thôi. Chúc anh chị thuận lợi trong tuần giao dịch đầu tháng 5.